Xin chào quý vị và các bạn đã đến với audiobook năng lượng tích cực, sách nói. Câu chuyện về cây bút chì. Truyền kể về một cậu bé tên Rai buồn bã vì làm bài kiểm tra không tốt. Thế rồi bà ngoại cậu bé đến an ủi và tặng Rai một cây bút chì. Cậu bé bối rối nhìn bà và từ chối nhận vì quà cảm thấy không xứng với nó. Tuy nhiên bà ngoại đã giải thích rằng cậu có thể học được nhiều điều từ cây bút chì này bởi vì nó cũng giống như cậu. Cây bút chì cũng phải trải qua sự đau đớn vì bị gọt giũa hết lần này đến lần khác. Nhưng sau tất cả, nó sẽ trở thành cây bút chì tốt hơn và từ nó mà người dùng có thể làm nên nhiều điều vô cùng vĩ đại. Hơn nữa, cây bút chì có phạm. Mỗi cái sai lầm vẫn có thể sửa được. Con người cũng như vậy, sâu cùng nhưng không kém phần quan trọng. Trên mỗi bề mặt dùng đến, bút chì sẽ lưu lại những dấu ấn riêng. Cũng như con người sẽ luôn để lại dấu ấn của mình dù trong lĩnh vực nào. Rai sau đó đã được an ủi và tự nhủ mình sẽ làm tốt hơn những lần sau. Bài học rút ra cho bé, mỗi người chúng ta đều có đủ khả năng để trở thành hình mẫu mà ta mong muốn.